Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24 giờ. Như các bạn cũng đã biết, Hàn Quốc là một đất nước được rất nổi tiếng về các sản phẩm về sức khỏe cũng như là làm đẹp. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 loại 4 lọ. Như các bạn cũng đã biết là một lọ cao hồng sâm như thế này ạ, nó được chiết xuất từ những củ hồng sâm 6 năm tuổi và nó trải qua một chu kỳ sản xuất rất là nghiêm ngặt từ các công nghệ hiện đại cũng như là cái chu kỳ kiểm tra về chất lượng nghiêm ngặt từ chính phủ Hàn Quốc mới tạo ra một lọ cao hồng sâm như thế này. Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu, Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 một hộp 4 lọ. Vâng, khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm 365 thì nó sẽ giúp chúng ta bồi bổ cơ thể, giúp tăng sức đề kháng cũng như là tăng khả năng miễn nhiễm đối với cả một số loại bệnh. Vào thời điểm giao mùa thì chúng ta thường hay mắc một số các bệnh gọi là bệnh lặt vặt đấy, như là hắt hơi, sổ mũi hay đau đầu. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm 365, sức đề kháng của chúng ta tăng lên, hệ miễn dịch của chúng ta khỏe hơn và khả năng miễn nhiễm của chúng ta tốt hơn, dẫn đến là khi vào thời điểm giao mùa thì cơ thể chúng ta khỏe hơn và chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái nguy cơ chúng ta bị mắc các bệnh lặt vặt đó, thì nó sẽ giúp tăng cường cái sự làm việc của hệ thống thần kinh và tăng khả năng tập trung khi làm việc, cũng như là giảm thiểu cái tình trạng mất ngủ, suy giảm trí nhớ, và nó giúp thần kinh của chúng ta được thư giãn, được an tâm hơn. Đối với chị em phụ nữ, khi chúng ta sử dụng mỗi một ngày một ly cao hồng sâm 365 vào buổi sáng, nó sẽ giúp cho chúng ta có làn da đẹp hơn, hồng hào mịn màng, làm mờ các vết nám tàn nhang, cũng như là cho chúng ta một tuổi thanh xuân dài hơn. Bởi vì cao hồng sâm 365 nó tăng cường chức năng gan cũng như là chức năng thận cho chúng ta, và nó bồi bổ cơ thể cách toàn diện. Đối với các anh nam giới thì khi các anh sử dụng cao hồng sâm 365 thì không chỉ giúp các anh có một cái lá gan khỏe hơn, mà nó còn giúp kích thích tuần hoàn máu cũng như là tăng cường sự hoạt động của tuyến yên cũng như tuyến vỏ thượng thận, đặc biệt là tuyến vỏ thượng thận, nên là nó sẽ tăng cường khả năng sinh lý đối với các anh nam giới và cải thiện chu kỳ kinh nguyệt cho chị em nữ giới. Một điều rất là vui mừng đấy là những người mà vừa mới ốm dậy, chúng ta vừa trải qua một cơn ốm nặng, phải uống rất nhiều các loại kháng sinh hay chuyển rất nhiều loại thuốc vào trong cơ thể khiến cơ thể chúng ta mệt mỏi, hay những bệnh nhân ung thư, hay những người vừa mới phẫu thuật xong ạ, cơ thể của chúng ta bị suy nhược rất nhiều, bởi vì trong quá trình điều trị bệnh thì chúng ta phải tiếp rất nhiều loại thuốc vào trong người. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm 365, bởi chức năng giải độc gan chúng ta được tăng cường lên, khiến cơ thể chúng ta khỏe hơn, nên nó cũng bồi bổ cho cơ thể chúng ta, giúp cơ thể chúng ta mau hồi phục hơn. Vâng, đấy là toàn bộ công dụng của sản phẩm cao hồng sâm 365 một hộp loại 4 lọ mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Không để các bạn chờ lâu nữa thì sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng làm thế nào cho hiệu quả nhất nhé. Vâng thưa các bạn, đây chính là sản phẩm cao hồng sâm 365 của Hàn Quốc. Như các bạn có thể nhìn thấy ở góc phía bên tay phải của hộp sản phẩm, đây chính là biểu tượng của tập đoàn Samsung. Đây là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ như các bạn nhé. Và hộp thì gồm có 4 lọ, mỗi lọ nặng 240g tương đương với 715 calo. Tổng trọng lượng của nó sẽ là 960g cao sâm. Và khi các bạn nhận sản phẩm, các bạn có thể nhìn thấy đầu trên và đầu dưới của sản phẩm đều có tem dán niêm phong của nhà sản xuất. Ngoài ra thì các bạn có thể check được mã QR cũng như là mã code sản phẩm ở đây. Và ở góc phía bên trái của sản phẩm thì sẽ có hạn sử dụng. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thông tin hướng dẫn về sản phẩm cao hồng sâm 365 cũng như là thành phần của sản phẩm được sử dụng như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa bóc cái hộp sản phẩm này ra nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên trong là những lọ sản phẩm như thế này ạ. Trọng lượng là 240g và nó đều được niêm phong đây bạn nhé. Đây chính là hạn sử dụng của sản phẩm 21 tháng 3 năm 2022 ạ. Ở Hàn Quốc thì bao giờ họ cũng in đó chính là năm trước đến tháng rồi mới đến ngày nhé. Bên trong hộp cao hồng sâm 365 thì luôn luôn có một cái thìa. Và thìa này dùng để làm gì ạ? Thìa này là để chúng ta múc lượng cao thành ra chúng ta pha. Mỗi một ngày các bạn sẽ dùng từ 1
đến 2 cốc cao hồng sâm và mỗi một lần chúng ta sẽ sử dụng một thìa này ạ. Đây, chúng ta sẽ lấy một thìa cao và sau đó chúng ta sẽ pha với cả nước ấm, uống vào buổi sáng là tốt nhất các bạn nhé. Sau khi ăn sáng tầm 30 đến 45 phút. Và các bạn nên nhớ là không uống vào sau 17 giờ. Sau 7 giờ tối là chúng ta không nên uống sản phẩm cao hồng sâm 365 nữa. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng cao hồng sâm 365 loại một hộp 4 lọ. Và với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo cải thiện cũng như bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính những người thân yêu trong gia đình bạn. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống phía dưới video này, có một đường link ở đó, và các bạn kích vào đường link, các bạn sẽ được truy cập vào trang web korashop24h.com. Ở đó các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua phần chat online, hoặc các bạn có thể xem thêm rất nhiều thông tin chi tiết khác về sản phẩm cao hồng sâm 365 loại một hộp 4 lọ. Ngoài ra, để nghe Ngọc Hoa tư vấn trực tiếp về tình hình sức khỏe của bạn hay người thân của bạn, hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc, hay là về chính sản phẩm cao hồng sâm 365 loại một hộp 4 lọ, thì các bạn có thể gọi điện theo số hotline của chúng tôi, đó là 0979 149 256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn cách làm sao để sử dụng cao hồng sâm 365 một hộp 4 lọ cho hiệu quả nhất để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.